trọng tài sẽ xử phạt Sở Ngọc Đức như thế nào trong tình huống này. Một tình huống xấu chơi của cầu thủ Sở Ngọc Đức. Và bóng quá cao chân, chiếc thẻ đỏ dành cho Sở Ngọc Đức. Điều này không có gì là quá ngạc nhiên khi mà Sở Ngọc Đức liên tục trong mùa giải năm nay và trước đây trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội TVT bị treo giò vì những hành vi như thế này. Tại sao Sở Ngọc Đức lại có một tình huống xấu chơi như vậy?